Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường, thương hiệu là Citizen, Made in Japan. Mặt vàng nha các bác. Số giờ là cọc nổi tia chảy nha, óng ánh nha. Mặt kim loại, viền này là viền bằng đồng nha các bác. Khung này là khung nhựa. Đường kính của chiếc này là 36 cm nha. Chiếc này sử dụng một pin tiểu 2A. Chiếc này đẹp xuất sắc nha các bác. Nhìn rất sang nha. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em nha. Em chào các bác.